Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hai tỳ kheo Hải Vân, phó thác thứ hai trị địa trụ. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của Thiện Tri Thức, chánh niệm quán sát môn Trí Huệ Quang Minh, chánh niệm quán sát môn Bồ Tát Giải Thoát, chánh niệm quán sát môn Bồ Tát Tam Muội, chánh niệm quán sát môn Bồ Tát Đại Hải, chánh niệm quán sát môn chư Phật hiện tiền, chánh niệm quán sát môn chư Phật phương sở, chánh niệm quán sát môn chư Phật quỹ tắc, chánh niệm quán sát môn chư Phật đồng cõi hư không, chánh niệm quán sát môn chư Phật xuất hiện thứ lớp, chánh niệm quán sát môn chư Phật sở nhập phương tiện. Lúc đó Thiện Tài đồng tử một lòng suy ngẫm đạo lý lời dạy của Thiện Tri Thức, cho nên chuyên tâm nhất trí, chẳng có tạp niệm nào khác, chẳng có vọng tưởng nào khác. Một, chuyên tâm chánh niệm quán sát môn Trí Huệ Quang Minh của Thiện Tri Thức chỉ dạy, tức cũng là quán cảnh tự tại. Hai, chánh niệm quán sát môn Bồ Tát Giải Thoát của Thiện Tri Thức chỉ dạy. Ba, chánh niệm quán sát môn Bồ Tát Tam Muội của Thiện Tri Thức chỉ dạy. Bốn, chánh niệm quán sát môn số lượng Bồ Tát tựa như đại hải, tức cũng là tư duy đủ thứ chúng hội ở trước. Năm, chánh niệm quán sát môn chư Phật hiện tiền. Sáu, chánh niệm quán sát môn hết thầy đạo tràng của chư Phật ở trong mười phương. Bảy, chánh niệm quán sát môn giới luật và quy tắc của chư Phật nói. Tám, chánh niệm quán sát môn chư Phật đầy khắp tất cả đồng với cõi hư không. Chín, chánh niệm quán sát môn chư Phật trước sau thứ lớp xuất hiện thành chánh giác. Mười, chánh niệm quán sát môn chư Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà chứng nhập vô lượng phương tiện. Thiện Tài đồng tử từ từ đi về phương Nam đến nước Hải Môn, hướng về tỳ kheo Hải Vân đảnh lễ dưới chân ngài, đi nhiễu bên phải, rồi ở trước chắp tay nói như vậy: Đức Thánh, con từ trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, muốn vào biển tất cả biển trí vô thượng, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào có thể bỏ nhà thế tục sinh vào nhà Như Lai, làm thế nào có thể vượt qua biển sinh tử nhập vào biển trí của Phật, làm thế nào có thể lừa bậc phàm phu nhập vào bậc Như Lai, làm thế nào có thể dứt dòng sinh tử nhập vào dòng Bồ Tát hạnh, làm thế nào có thể phá vòng sinh tử thành vòng nguyện Bồ Tát, làm thế nào có thể diệt cảnh giới ma hiển cảnh giới Phật, làm thế nào có thể cạn biển ái dục nuôi lớn biển đại bi, làm thế nào có thể đóng cửa các nạn cõi ác khai mở cửa đại niết bàn, làm thế nào có thể thoát khỏi thành ba cõi nhập vào thành nhất thiết trí, làm thế nào có thể xả bỏ tất cả đồ vật chơi tốt đều dùng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện Tài đồng tử từng bước đi về hướng Nam đến nước Hải Môn. Tại đạo tràng của tỳ kheo Hải Vân, Thiện Tài đồng tử hướng về tỳ kheo Hải Vân đảnh lễ dưới chân ngài, cung kính đi nhiễu bên phải, rồi chắp tay lại ở trước mặt tỳ kheo Hải Vân, cung kính nói như vậy: Ngài là bậc thánh trên thế gian có đại trí huệ, con từ trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, con muốn chứng nhập vào biển tất cả biển trí vô thượng, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào có thể bỏ nhà thế tục phiền não sinh vào nhà Như Lai chứng được quả vị Phật, làm thế nào có thể vượt qua biển khổ sinh tử chứng nhập vào biển trí huệ của Phật, làm thế nào có thể lìa khỏi bậc phàm phu chứng nhập vào bậc Như Lai, làm thế nào có thể dứt trừ dòng sinh tử chứng nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh nhân, làm thế nào có thể phá được sinh tử luân hồi thành tựu vòng đại nguyện của Bồ Tát, làm thế nào mới có thể diệt trừ được cảnh giới ma hiện hiện cảnh giới Phật, làm thế nào mới có thể làm khô cạn được biển ái dục dưỡng lớn biển đại bi, làm thế nào mới có thể đóng chặt cửa các khổ nạn ác thú khai mở cửa đại niết bàn thường lạc ngã tịnh, làm thế nào mới có thể thoát khỏi thành ba cõi nhập vào thành nhất thiết trí, làm thế nào mới có thể xả bỏ tất cả đồ vật chơi tốt đều dùng để lợi ích tất cả chúng sinh. Bấy giờ tỳ kheo Hải Vân bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề chăng? Thiện Tài thưa: Vâng, con từ trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Lúc đó tỳ kheo Hải Vân bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Thiện Tài đồng tử thưa: Vâng, từ lâu con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì phát tâm rất khó, nếu không phát tâm thì không thể nào khắp nhận được pháp, chẳng phải là bậc pháp khí. Tỳ kheo Hải Vân nói: Thiện nam tử, nếu các chúng sinh không trồng căn lành thì không thể phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, phải đắc được phổ môn căn lành quang minh, đầy đủ đạo chân thật tam muội trí quang, sinh ra đủ thứ biển phước rộng lớn, nuôi lớn pháp trắng tịnh không có giải đãi, phụng thờ Thiện Tri Thức không sinh mỏi nhàm,
không kể thân mạng, không hề có chứa tâm bình đẳng như đất, không có cao thấp, tánh thường thương xót tất cả chúng sinh, nơi các cõi chuyên niệm không bỏ, luôn thích quán sát cảnh giới Như Lai, như vậy mới có thể phát tâm Bồ Đề. Tỳ kheo Hải Vân nói, thiện nam tử, nếu các chúng sinh không trồng căn lành, thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải đắc được phổ môn căn lành quang minh, tức cũng là quá khứ đã từng trồng pháp môn phổ hiền, thành tựu giống tánh, phải đầy đủ đạo chân thật tam muội trí huệ quang, rõ tâm tịch chiếu, sinh ra đức của Phật, phải sinh ra đủ thứ biển phước rộng lớn, dưỡng đến pháp trắng tịnh không có giải đãi, phải thợ phụng thiện tri thức, không sinh tầm mỏi nhàm, thậm chí không kể thân tâm tánh mạng của chính mình, có vật gì quý báu, đều cúng dường thiện tri thức không hề cất chứa cho chính mình, tâm bình đẳng như đất không có cao thấp. Tánh thường thương xót tất cả chúng sinh, đối với các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều chuyên niệm không bỏ, luôn luôn ưa thích quán sát cảnh giới Như Lai, như vậy mới có thể phát tâm Bồ Đề. Người phát tâm Bồ Đề đó là phát tâm Đại Bi vì cứu khắp tất cả chúng sinh, phát tâm Đại Từ vì bình đẳng giúp đỡ tất cả thế gian, phát tâm An Lạc vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt các khổ, phát tâm Lợi Ích vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa pháp ác, phát tâm Ai Mẫn vì người có sợ hãi đều giữ gìn, phát tâm Vô Ngại vì xả lìa tất cả các chướng ngại, phát tâm Rộng Lớn vì tất cả pháp giới đều đầy khắp, phát tâm Vô Biên vì đồng cõi hư không chẳng có chỗ nào mà không đi đến, phát tâm Rộng Lớn vì đều thấy tất cả các Như Lai, phát tâm Thanh Tịnh vì trí huệ không trái với pháp ba đời, phát tâm Trí Huệ vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ. Người phát tâm Bồ Đề đó là phải phát tâm Đại Bi vì cứu khắp tất cả chúng sinh, phải phát tâm Đại Từ vì bình đẳng giúp đỡ tất cả thế gian, phải phát tâm An Lạc vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ các khổ nạn, phải phát tâm Lợi Ích vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tất cả pháp ác, phải phát tâm Ai Mẫn vì phàm là có người nào có sự sợ hãi đều phải giữ gìn họ, phải phát tâm Vô Ngại vì xả lìa tất cả các chướng ngại, phải phát tâm Rộng Lớn vì tất cả pháp giới đều đầy khắp, phải phát tâm Vô Biên không bờ mé vì độ lượng đồng với cõi hư không chẳng có chỗ nào không đi đến, phải phát tâm Rộng Lớn vì hoàn toàn đều thấy được tất cả các Như Lai, phải phát tâm Thành Tịnh vì trí huệ không trái với tất cả Phật pháp ba đời, phải phát tâm Trí Huệ vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ. Thiện nam tử, ta ở nước Hải Môn này đã 12 năm, thường dùng biển cả làm cảnh giới, đó là suy ngẫm biển cả rộng lớn vô lượng, suy ngẫm biển cả thâm sâu khó dò, suy ngẫm biển cả dần dần sâu rộng, suy ngẫm biển cả vô lượng các báu kỳ diệu trang nghiêm, suy ngẫm biển cả chứa vô lượng nước, suy ngẫm nước biển cả màu sắc khác nhau không thể nghĩ bàn, suy ngẫm biển cả nơi chỗ ở của vô lượng chúng sinh, suy ngẫm biển cả dung thọ đủ thứ chúng sinh thân lớn, suy ngẫm biển cả thọ được nước của một trận mưa lớn, suy ngẫm biển cả không tăng không giảm. Thiện nam tử, ta ở nước Hải Môn này đã 12 năm, ta thường dùng biển cả làm một thứ cảnh giới tu đạo, đó là ta thường suy ngẫm biển cả rộng lớn vô lượng, chẳng có gì có thể to lớn sánh bằng biển cả, tức cũng là tâm lợi ích, có thể lợi ích chúng sinh rộng lớn. Ta lại thường suy ngẫm biển cả thâm sâu khó dò, chẳng cách chi, có thể dò lường được cứu kính sâu bao nhiêu. Đây cũng là ví dụ tâm đại bi thâm sâu không thể dò lường được. Ta lại thường suy ngẫm biển cả dần dần sâu rộng, tức cũng là ví dụ tâm an lạc. Những gì tâm chúng sinh thế gian ưa thích, ta đều có thể ban cho họ đủ thứ. Ta lại thường suy ngẫm biển cả vô lượng các báu kỳ diệu trang nghiêm. Đây là ví dụ tâm an trụ. Nếu có chúng sinh ác hạnh, thì khiến cho họ an trụ nơi thiện hạnh. Ta lại thường suy ngẫm biển cả chứa vô lượng nước, bất cứ nước ở đâu cũng đều chảy vào biển cả. Do đó có câu biển cả dung nạp trăm sông, tức là ví dụ tâm thương xót hoàn toàn bao nạp tất cả chúng sinh. Ta lại thường suy ngẫm nước biển màu sắc khác nhau không thể nghĩ bàn. Tuy cùng là một biển nhưng có nước màu vàng, có nước màu đen, có nước màu xanh, có nước đủ thứ màu sắc khác nhau không thể nghĩ bàn. Đây là ví dụ tâm nhiếp thọ, hay nhiếp thọ đủ thứ ngoại đạo trở về chánh tín giống như nước, tuy nhiều màu nhưng cùng ở trong biển. Ta thường suy ngẫm biển cả nơi chỗ ở của vô lượng các loài chúng sinh, tức là ví dụ tâm giữ gìn chúng sinh đã phát tâm giúp đỡ vô lượng chúng sinh. Ta lại thường suy ngẫm biển cả có thể dung thọ đủ thứ chúng sinh thân lớn, tức là ví dụ tâm đồng với mình nhiếp thọ chúng sinh Bồ Đề đại nguyện như thân mình có. Ta lại thường suy ngẫm biển cả thọ đựng nước của một trận mưa lớn, tức là ví dụ tâm sư
Có chúng sinh ở trong đạo Đại Thừa học tập tinh tấn hướng tới như là sư, sư tất sẽ thọ mười pháp lớn. Ta lại thường suy ngẫm biển cả không tăng không giảm, tức là ví dụ tâm đạo sư đối với người có công đức kính như Phật. Thiện tài đồng tử, khi ta suy ngẫm thì lại nghĩ như vậy: trong thế gian còn có gì rộng lớn hơn biển này chăng? Còn có gì vô lượng hơn biển này chăng? Còn có gì thâm sâu hơn biển này chăng? Còn có gì đặc biệt hơn biển này chăng? Thiện tài đồng tử, khi ta suy ngẫm biển cả thì lại nghĩ như vậy: trong thế gian còn có gì rộng lớn hơn biển này chăng? Còn có gì vô lượng vô số hơn biển này chăng? Còn có gì thâm sâu hơn biển này chăng? Còn có gì đặc biệt thù thắng hơn biển này chăng? Thiện tài đồng tử, khi ta nghĩ như vậy thì ở dưới biển này có một hoa sen lớn đột nhiên xuất hiện, dùng vô năng thắng nhân đà la ni báu làm cọng, lưu ly báu làm cánh, vàng diêm phủ đàn làm lá, trầm thủy làm đài, mã não làm tua, nở thơm lan khắp che trùm biển cả. Thiện tài đồng tử, khi ta nghĩ như vậy thì ở dưới biển này có một hoa sen lớn đột nhiên xuất hiện, hoa sen đó dùng vô năng thắng nhân đà la ni báu làm cọng, dùng lưu ly báu làm cánh, vàng diêm phủ đàn làm lá, hương trầm thủy làm đài hoa, mã não làm tua hoa, hoa sen đó nở thơm lan khắp che trùm biển cả. Đây là khi tỳ kheo Hải Vân dùng tâm biển thâm sâu quán biển pháp, thì tâm hoa, hạnh hoa tự nhiên nở ra vô lậu tánh đức, chẳng có gì chẳng đầy đủ. Có trăm vạn A-tu-la vương cầm giữ cộng hoa, trăm vạn lưới mà nì báu trang nghiêm che phủ phía trên, trăm vạn long phương mưa nước thơm, trăm vạn ca lâu la vương ngậm những chuỗi ngọc và vài lụa báu thỏng rủ chung quanh, trăm vạn la sát vương từ tâm quan sát, trăm vạn dạ xoa vương cung kính lễ bái, trăm vạn cản thát bà vương đủ thứ âm nhạc khen ngợi cúng dường, trăm vạn thiên vương mưa các hoa trời, tràng hoa trời, hương trời, hương đốt trời, hương thoa trời, hương bột trời, diệu y phục trời, tràng phan lọng trời, trăm vạn phạm vương cúi đầu cung kính đảnh lễ, trăm vạn tịnh cư thiên chắp tay làm lễ, trăm vạn chuyển luân vương để dùng bảy báu trang nghiêm cúng dường, trăm vạn thần biển đồng thời xuất hiện cung kính đảnh lễ, trăm vạn vị quang mani báu quang minh chiếu khắp, trăm vạn tịnh phước mani báu dùng làm trang nghiêm, trăm vạn phổ quang mani báu làm thanh tịnh tạng, trăm vạn thủ thắng mani báu ánh sáng rực rỡ, trăm vạn diệu tạng mani báu ánh sáng chiếu vô biên, trăm vạn diêm phủ tràng mani báu thứ lớp thẳng hàng, trăm vạn kim cang sư tử mani báu không thể phá hoại thanh tịnh trang nghiêm, trăm vạn nhiệt tạng mani báu rộng lớn thanh tịnh, trăm vạn mani báu đáng ưa thích đủ thứ các màu sắc, trăm vạn như ý mani báu trang nghiêm vô tận quang minh chiếu sáng. Có trăm vạn A-tu-la vương cầm giữ cộng hoa sen, có trăm vạn lưới mani báu trang nghiêm che phủ phía trên hoa sen, lại có trăm vạn long vương mưa nước thơm, lại có trăm vạn ca lâu la vương chim đại bàng cánh vàng miệng ngậm những chuỗi ngọc và những vải lụa báu thòng rủ chung quanh hoa sen, lại có trăm vạn la sát vương dùng từ tâm để quan sát, lại có trăm vạn dạ xoa vương cung kính lễ bái, lại có trăm vạn cản thát bà vương nhạc thần dùng đủ thứ âm nhạc để khen ngợi cúng dường, lại có trăm vạn thiên vương mưa các hoa trời, man trời, hương đốt trời, hương thoa trời, hương bột trời, diệu y phục trời, tràng hoa lọng báu trời, lại có trăm vạn phạm vương cúi đầu cung kính đảnh lễ, lại có trăm vạn tịnh cư thiên chắp tay làm lễ, lại có trăm vạn chuyển luân thánh vương đều dùng bảy báu trang nghiêm cúng dường, lại có trăm vạn thần biển đồng thời xuất hiện cung kính đảnh lễ, lại có trăm vạn vị quang mani báu quang minh chiếu khắp, lại có trăm vạn tịnh phước mani báu dùng làm trang nghiêm, lại có trăm vạn phổ quang mani báu làm thanh tịnh tạng, lại có trăm vạn thủ thắng mani báu ánh sáng rất rực rỡ, lại có trăm vạn diệu tạng mani báu ánh sáng chiếu khắp vô biên thế giới, lại có trăm vạn diêm phủ tràng mani báu thứ lớp thẳng hàng, lại có trăm vạn kim cang sư tử mani báu kiên cố không thể phá hoại thanh tịnh trang nghiêm, lại có trăm vạn nhiệt tạng mani báu rộng lớn thanh tịnh, lại có trăm vạn mani báu đáng ưa thích đủ thứ các màu sắc đẹp, lại có trăm vạn như ý mani báu trang nghiêm vô tận quang minh chiếu sáng tất cả thế giới. Hoa sen lớn đó do căn lành của Như Lai xuất thế mà sinh ra, tất cả Bồ Tát đều sinh tin ưa thích
Mười phương thế giới thảy đều hiện ra trong hoa sen đó từ pháp như huyễn sinh ra, pháp như mộng sinh ra, nghiệp thanh tịnh sinh ra, pháp môn vô trành tràng nghiệm, nhập vào ấn vô vi, chủ môn vô ngại, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước. Tùy thuận cảnh giới thâm sâu của chư Phật, trong vô số trong ngàn kiếp, khen ngợi cùng đức đó, không thể nào hết được. Hoa sen đường đó do căn lành của Như Lai xuất thế mà sinh ra, tất cả Bồ Tát đều sinh tâm tin ưa thích. Mười phương thế giới thảy đều hiện ra trong hoa sen đó là từ pháp như huyễn sinh ra, pháp như mộng sinh ra, cũng do nghiệp thanh tịnh của chư Phật sinh ra. Được pháp môn vô tranh tràng nghiệm, nhập vào pháp ấn vô vi, chủ pháp môn vô ngại, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước, tùy thuận cảnh giới thâm sâu của chư Phật, dù trong vô số trong ngàn kiếp, khen ngợi công đức đó không thể nào hết được. Bấy giờ ta thấy trên hoa sen đó có một đức Như Lai ngồi kiết già, thân ngài từ hoa sen đó cao tới trời hữu đỉnh, tỏa hoa sen báu không thể nghĩ bàn, đạo tràng chúng hội không thể nghĩ bàn, các tướng thành tựu không thể nghĩ bàn, vẻ đẹp viên mãn không thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, sắc tướng thanh tịnh không thể nghĩ bàn, tướng vô kiến đảnh không thể nghĩ bàn, tướng lưỡi rộng dài không thể nghĩ bàn, thuyết pháp khéo léo không thể nghĩ bàn, âm thanh viên mãn không thể nghĩ bàn, lực không bờ mé không thể nghĩ bàn, thanh tịnh vô úy không thể nghĩ bàn, biện tài rộng lớn không thể nghĩ bàn, lại nhớ đức Phật đó đã tu các hạnh không thể nghĩ bàn, tự tại thành đạo không thể nghĩ bàn, diệu âm nói pháp không thể nghĩ bàn, phổ môn thị hiện đủ thứ trang nghiêm không thể nghĩ bàn, tùy bên trái phải của đức Phật thấy đều khác nhau không thể nghĩ bàn, tất cả lợi ích đều khiến viên mãn không thể nghĩ bàn. Lúc đó ta thấy trên hoa sen đó có một đức Như Lai ngồi kiết già, thân ngài từ hoa sen đó cao tới trời hữu đỉnh, cõi trời cao nhất. Tòa hoa sen báu đó không thể nghĩ bàn, đạo tràng chúng hội cũng không thể nghĩ bàn, 32 tướng tốt của Phật thành tựu cũng không thể nghĩ bàn, 80 vẻ đẹp của Phật viên mãn cũng không thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa của Phật cũng không thể nghĩ bàn, sắc tướng của Phật thanh tịnh cũng không thể nghĩ bàn, tướng vô kiến đảnh của Phật cũng không thể nghĩ bàn, tướng lưỡi rộng dài của Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, thuyết pháp khéo léo của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, âm thanh viên mãn của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, sức lực không bờ mé của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, bốn vô úy thanh tịnh của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, biện tài rộng lớn của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn. Ta lại nhớ đức Phật đó trong quá khứ đã từng tu các hạnh không thể nghĩ bàn, tự tại thành đạo của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, diệu âm nói pháp của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn, phổ môn thị hiện đủ thứ trang nghiêm giáo hóa chúng sinh của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn. Tùy bên trái phải của đức Phật thấy tướng đều khác nhau không thể nghĩ bàn, vị Phật đó đem tất cả lợi ích đều khiến chúng sinh viên mãn cũng không thể nghĩ bàn. Bấy giờ đức Như Lai đó liền giơ tay phải ra mà giở đầu ta, vì ta diễn nói pháp môn phổ nhãn khai thị tất cả cảnh giới Như Lai, hiện pháp các hạnh của tất cả Bồ Tát, xiển minh tất cả diệu pháp của chư Phật, tất cả bánh xe pháp đều nhập vào trong đó, hay tịnh tất cả cõi nước chư Phật, hay phá tàn tất cả dị đạo tà luận, hay diệt tất cả các chúng ma quân, hay khiến chúng sinh đều sinh hoan hỷ, hay chiếu tâm hạnh tất cả chúng sinh, hay thấu rõ các căn tất cả chúng sinh, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ khai ngộ. Lúc đó đức Như Lai đó liền giơ tay phải ra mà giở đầu ta, tỳ kheo Hải Vân, vì ta dễ nói pháp môn phổ nhãn quang minh chiếu sáng, đây là pháp môn bí mật, tức là trong một pháp thấy tất cả pháp, trong một mắt thấy cảnh mười mắt, trong sở thấy đã có cái năng thấy, trong cái năng thấy có sở thấy, ngài vì ta khai thị tất cả cảnh giới của Như Lai hiện bày, khai phát các hạnh của tất cả Bồ Tát tu hành, diễn minh tất cả diệu pháp của chư Phật, tất cả bánh xe pháp đều nhập vào trong đó, hay thành tịnh tất cả cõi nước chư Phật, hay phá tan tất cả dị đạo tà luận, lại hay tiêu diệt tất cả các chúng ma quân, lại hay khiến tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, lại hay chiếu tâm hạnh của tất cả chúng sinh, lại hay thấu rõ các căn tất cả chúng sinh, lại hay tùy thuận tâm chúng sinh đều khiến cho họ khai ngộ. Ta từ chỗ đức Như Lai đó nghe pháp môn này, thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ quán sát, giả sử có người dùng lượng mực như biển cả, cây viết nhóm nhiều như núi Tu Di, biên chép pháp môn phổ nhãn này, một môn trong một phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa, cũng không được chút phần, hà huống là hết được.
Ta từ chỗ Đức Như Lai đó, ngồi trên hoa sen, nghe được pháp môn này. Ta thường thọ trì đọc tụng, thường nghĩ nhớ quan sát pháp môn này. Giả sử có người dụng lượng mực như biển cả, cầy viết nhóm nhiều như núi tu di, biên chép pháp môn phổ nhãn này. Một môn trong một phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa, cũng không biên chép được chút phần, hà huống là biên chép hết được. Đây là cảnh giới mực biển biên chép không cạn được. Trong Luận Đại Thừa có nói, nước biển cả dùng làm mực, nhóm bút lại nhiều như núi tu di. Cây cỏ bốn thiên hạ dùng làm bút, chúng sinh trên đất, dưới nước trong 3.000 đại thiên thế giới đều làm pháp sư. Trong khoảng sát na, sở thọ, pháp môn, không thể hết được. Thệ Nam Tử, ta ở chỗ Đức Phật đó 1.200 năm, thọ trì pháp môn phổ nhãn như vậy. Trong mỗi ngày dùng văn trì Đà La Ni Quang Minh lãnh thọ vô số phẩm. Dùng tịch tĩnh môn Đà La Ni Quang Minh hướng nhập vào vô số phẩm. Dùng vô biên triển Đà La Ni Quang Minh vào khắp vô số phẩm. Dùng tùy địa quán sát Đà La Ni Quang Minh phân biệt vô số phẩm. Dùng ngoại lực Đà La Ni Quang Minh nhập khắp vô số phẩm. Dùng liên hoa trang nghiêm Đà La Ni Quang Minh dẫn phát vô số phẩm. Dùng thanh tịnh ngôn âm Đà La Ni Quang Minh khai diễn vô số phẩm. Dùng hư không tạng Đà La Ni Quang Minh hiển thị vô số phẩm. Dùng quang tụ Đà La Ni Quang Minh tăng rộng vô số phẩm. Dùng hải tạng Đà La Ni Quang Minh biện luận phân tích vô số phẩm. Thiện Nam Tử, ta ở chỗ đạo tràng của Đức Phật đó 1.200 năm, chuyên tâm tu trì pháp môn phổ nhãn này. Mỗi ngày ta một dùng văn trì Đà La Ni Quang Minh mà lãnh thọ được vô số phẩm pháp môn phổ nhãn. Hai dùng tịch tĩnh môn Đà La Ni Quang Minh hướng nhập vào vô số phẩm pháp môn phổ nhãn. Ba dùng vô biên truyền Đà La Ni Quang Minh vào khắp vô số phẩm pháp môn phổ nhãn. Bốn dùng tùy địa quán sát Đà La Ni Quang Minh phân biệt vô số phẩm pháp môn phổ nhãn. Năm dùng oai lực Đà La Ni Quang Minh nhiếp khắp vô số phẩm. Sáu dùng liên hoa trang nghiêm Đà La Ni Quang Minh dẫn phát vô số phẩm. Bảy dùng thanh tịnh ngôn âm Đà La Ni Quang Minh khai diễn vô số phẩm. Tám dùng hư không tạng Đà La Ni Quang Minh không vô tướng mà bao hàm tất cả để hiển rõ vô số đạo lý khai thị pháp tướng. Chín dùng quang tụ Đà La Ni Quang Minh tức là dùng nhiều trí quang tụ nơi một pháp mà tăng rộng vô số phẩm. 10. Dùng hải tạng Đà La Ni Quang Minh biện luận phân tích vô số phẩm. Nếu có chúng sinh từ 10 phương đến, hoặc thiên vương, hoặc long vương, hoặc dạ xoa vương, hoặc càn thát bà vương, hoặc a tu la vương, hoặc ca lô la vương, hoặc khẩn na la vương, hoặc ma hầu la già vương, hoặc người hoặc ông vua hoặc phạm vương, tất cả như vậy đến chỗ ta thì ta đều vì họ khai thị giải thích tán thán khen ngợi, đều khiến cho họ ưa thích hướng vào an trụ pháp môn phổ nhãn quang minh chư Phật Bồ Tát hạnh này. Nếu có chúng sinh từ 10 phương đến, hoặc thiên nhân hoặc thiên vương, hoặc long vương, hoặc dạ xoa vương, hoặc càn thát bà vương, hoặc a tu la vương, hoặc ca lô la vương, hoặc khẩn na la vương, hoặc ma hầu la già vương, hoặc người hoặc ông vua hoặc phạm vương, tất cả chúng sinh như vậy đến chỗ ta thì ta đều vì họ khai thị giải thích tán thán khen ngợi pháp môn phổ nhãn này, đều khiến cho họ ưa thích hướng vào an trụ pháp môn phổ nhãn quang minh chư Phật Bồ Tát hạnh này. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn phổ nhãn này như các đại Bồ Tát vào sâu biển tất cả hạnh của Bồ Tát, vì tùy nguyện lực của các ngài mà tu hành vào biển đại nguyện, vì trong vô lượng kiếp trụ thế gian vào biển tất cả chúng sinh, vì tùy theo tâm ưa thích của họ mà rộng lợi ích, và biển tâm của tất cả chúng sinh vì sinh ra mười lực vô ngại trí quang, và biển căn tánh của tất cả chúng sinh vì đúng thời giáo hóa đều khiến cho họ được điều phục, và biển tất cả cõi vì thành tựu viên mãn nguyện xương nghiêm tịnh cõi Phật, và biển tất cả chư Phật vì nguyện thường cúng dường các Như Lai, và biển tất cả các pháp vì hay dùng trí huệ đều ngộ nhập, và biển tất cả công đức vì mỗi mỗi tu hành khiến cho đầy đủ, và biển lời nói của tất cả chúng sinh vì trong tất cả cõi chuyển bánh xe chánh pháp mà ta làm sao nói được hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn phổ nhãn này như các đại Bồ Tát thâm nhập biển tất cả hạnh Bồ Tát vì tùy nguyện lực của các ngài đã phát mà tu hành, hoặc vào biển đại nguyện vì ở trong vô lượng kiếp thời gian thường trụ nơi thế gian,
hoặc vào biển tất cả chúng sinh vì tùy thuận theo tâm ưa thích của họ mà rộng lợi ích tất cả chúng sinh, hoặc vào biển tâm của tất cả chúng sinh vì sinh ra mười lực vô ngại trí huệ quang minh, hoặc vào biển căn tánh của tất cả chúng sinh vì đúng thời giáo hóa đều khiến cho họ đều được điều phục. Bồ Tát tu hành chứng nhập được biển cõi tất cả cõi Phật, tức là không động đạo tràng mà phân thân vô số khắp tất cả cõi, thành tựu đầy đủ đại nguyện mà ngài đã phát xưa kia, hay trải nghiệm thành tịnh hết thảy cõi nước chư Phật, lại chứng nhập vào biển tất cả chư Phật, tu hành chứng nhập đạo tràng của tất cả chư Phật vì phát nguyện thường cúng dường tất cả các Như Lai, lại tu hành chứng nhập vào biển tất cả các pháp vì hay dùng trí huệ minh bạch nhập vào pháp môn tất cả Phật pháp, lại chứng nhập vào biển tất cả công đức của chư Phật vì mỗi mỗi tu hành đều khiến cho đầy đủ viên mãn, lại chứng nhập vào biển lời nói của tất cả chúng sinh, tức cũng là hết thảy lời nói của chúng sinh ngài đều minh bạch vì trong tất cả cõi nước chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp giáo hóa chúng sinh mà ta làm sao biết được, diễn nói được những hạnh và vô biên công đức rộng lớn đó của tất cả các đại Bồ Tát tu hành. Thiện nam tử đi về hướng nam này khoảng 60 do tuần, bên đường Lăng Già có một tụ lạc tên là Hải Ngạn, ở đó có vị tỳ kheo tên là Thiện Trụ. Người đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào tịnh Bồ Tát hạnh? Thiện nam tử: từ đây đi về hướng nam này khoảng 60 do tuần, đây là dụ cho tu hạnh đục độ tịnh 6 căn. Bên đường Lăng Già có một thôn xóm tên là Hải Ngạn, thôn xóm này ở bên núi Lăng Già nằm phía bắc Nam Hải. Lăng Già là tiếng Phạn, dịch là nàn vãng, hàm chứa bốn ý nghĩa: một, đủ thứ báu tánh sở thành, tràng nghiêm thủ diệu; hai, có đại quang minh; ba, cao hiển rộng lớn; bốn, chỗ ở của già vương. Đức Phật lại ở đó khai hóa quần sinh, làm việc thắng ích. Trong núi Nam Hải đó, bốn bên không có cửa, chẳng có thần thông không thể đến được. Trong tụ lạc đó có vị tỳ kheo tên là Thiện Trụ, ngài tu hành quán sát tất cả các pháp. Thiện tài đồng tử, ngươi hãy đến đó hỏi vị đó rằng Bồ Tát làm thế nào tu hành bổ thành tịnh Bồ Tát hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ tỳ kheo Hải Vân, đi nhiễu bên phải và chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đành lễ tỳ kheo Hải Vân, đi nhiễu bên phải ba vòng và chiêm ngưỡng tỳ kheo Hải Vân rồi tử tạ mà đi về hướng nam, để đến gần gũi một vị thiện tri thức khác